Xin kính chào quý anh chị đầu tư. Thì hiện tại em đang đứng trên gần một bất động sản. Giới thiệu cho quý anh chị ngày hôm nay, bất động sản của mình là đường hẻm của đường An Sơn 25. Từ đây mà ra đường An Sơn 25 thì khoảng 10 mét nha quý anh chị. Như quý anh chị thấy, phía trước là con đường An Sơn 25, còn bất động sản của mình là mặt tiền con đường hẻm này. Con đường hẻm này có bề ngang khoảng 3 mét nha quý anh chị. Bề ngang của đất mình là 6 mét và nhân với chiều sâu của nó là 18 mét, và tổng diện tích của lô đất mình là hơn 110 mét vuông. Thì hiện tại là có 85 mét vuông đất thổ cư, nằm trong khu dân cư đông đúc. Hiện tại là đất đang để trống rất là bằng phẳng, cái hai bên là đã có nhà đã xây dựng. Trong này là khu vực khu dân cư, rất gần với nhiều công ty xí nghiệp cũng như là quán xá kinh doanh. Anh chị có thể mua để đầu tư cũng như là xây nhà ở, xây nhà trọ cho thuê ở khu vực này. Thì những thông tin khác thì quý anh chị xem phần mô tả, thì giá quý anh chị xem ở phần mô tả. Còn quý anh chị có thắc mắc gì thì quý anh chị liên hệ bên em sẽ cung cấp cho quý anh chị. Thì em xin nhắc lại, để bất động sản của mình nằm mặt đường hẻm của đường An Sơn 25, cách với lại đường Hồ Văn Men chỉ khoảng là 500 mét nha quý anh chị, và cách quốc lộ 13 là khoảng 2 cây số. Có tổng diện tích là 118 mét vuông nha quý anh chị. Và có bề ngang là 6 mét, chiều sâu của nó là 18 mét. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã xem clip của bên em ngày hôm nay.